Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có biết là cái câu chuyện mà mỗi ngày tôi chia sẻ một câu nói ở trong cuốn sách này á, mình đã làm 45 ngày rồi đó các bạn. Wow, amazing, nhanh dễ sợ, thời gian nó chạy nhanh như là chó chạy ngoài đồng là như vậy đó. Wow, tôi cứ nghĩ là nó đâu đó khoảng mới 2 tuần, 3 tuần, 45 ngày, 1 tháng rưỡi là 6 tuần rồi và không thể tin được. Ok, cho những bạn nào mà chưa biết về cái việc này á, thì tôi nói lại thêm một chút thôi ha. Là từ năm 2009 á, tôi quyết định là tôi mỗi ngày sẽ bắt đầu ngày mới của mình bằng một cái phương pháp để giúp cho mình luôn ở cái trạng thái là tích cực. À, với đầu ngày mà mình tích cực thì đầu xuôi đuôi lọt, nguyên tắc của nó là như vậy đúng không? Nên là mình sẽ khởi động ngày mới bằng cái việc là suy nghĩ và chọn một cái câu nói hay ngẫu nhiên. À, cho nên đó là lý do có cuốn sách này. À, thật ra là trước cái thời 2009 thì mình không có cuốn sách này, cho nên là tôi viết những tờ giấy nhỏ là xong mỗi ngày bóc ra xem cái câu nói đó cái gì đó, thì mất thời gian lắm. Bây giờ thì có cái này cho nên rất là tiện, các bạn có thể mua để áp dụng. À, thứ nhất là mình sẽ suy nghĩ được, à, mình suy nghĩ, à, tập cho suy nghĩ, à, cũng giống như thể thao thôi. Nếu các bạn tập thể thao thì các bạn sẽ trở nên tốt hơn cái kỹ năng, à, ví dụ đá banh hay đá bóng chuyền hay là chạy bộ đúng không? Thì bây giờ nếu chúng ta tập suy nghĩ thì cũng sẽ trở nên tốt hơn trong cái khả năng suy nghĩ của mình vậy thôi. Cái thứ hai là nó giúp cho tôi định hình được cái ngày của mình. À, ví dụ như là lỡ như hôm đó có những cái việc nó không có vui nó xảy ra các bạn, à, tôi sẽ áp dụng cái câu nói của ngày hôm nay tôi nhận được để nó là ok, trong cái trường hợp mà tôi đang gặp phải như vậy tôi nên làm cái gì. À, thì khi tôi quay ngược trở lại cái việc mà mình gặp phải, mình đã có một khoảng thời gian lặng để cái cảm xúc của mình nó lắng xuống. Thứ hai là mình cũng đã, à, có cái khoảng thời gian để mình suy nghĩ về cái điều đó, cho nên khi mình đưa ra cái quyết định nó sẽ thấu đáo hơn chứ không phải là nông nổi và bồng bột. Ok, hãy cùng tôi xem được câu nói ngày hôm nay là gì nha. Bạn đoán được không? Ok, avoid quarrels. Avoid quarrels là hãy tránh né những cái việc mà chúng ta phải, à, tranh cãi. Tranh cãi không cần thiết. À, avoid quarrel. À, và các bạn biết không, à, bên cạnh của cuộc đời chúng ta sẽ gặp có rất nhiều người thích quarrel, nghĩa là thích tranh cãi, tranh luận, phải phải tranh cho nó đỏ mặt tía tai lên để giành cho được cái phần thắng, để giành cho được cái, à, cái đó là tao đúng, cái này là mày sai, cái này mày mày không nói đúng đâu mà, à, cái này mới vậy này, vậy vậy như vậy. Và cái quarrel đó nó làm cho con người thay vì nó trở nên bự hơn, thay vì nó trở nên thông thái hơn là wisdom, thay vì nó trở nên là, à, to lớn hơn, thì cái sự tranh cãi nó biến con người nó càng lúc nó càng nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ 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 xíu lại. Bởi vì khi mà mình tranh cãi thì tranh phần hơn và phần thua là mình đã là đứa trẻ con rồi, đã là đứa một đứa trẻ con rồi, thì có con nít nó mới tranh cãi, tranh luận, nó tranh cãi cho bằng được, cho bằng thắng. À, còn khi chúng ta lớn rồi, à, có những lúc chúng ta sẽ biết là mình đúng nhưng mình sẽ không cần phải nói. À, có thể cái khi chúng ta nói cái việc mình đúng ra, cái người sai đó họ có nhận được cái thông điệp đó hay không, họ có chấp nhận cái thông điệp đó hay không, à, cái ngữ cảnh nó có phù hợp hay không, à, mình có lỡ như mình nói người ta sai có làm tổn thương người ta hay không, à, có làm bẽ mặt người ta hay không. Và nếu như mà để cho mình đúng, mình có được vui hay không, có cần thiết không, cái câu mà quan trọng là cái necessity, là có cần thiết hay không. Necessary, is it necessary, à, cái sự cần thiết đó. Mà nếu mà thực sự cần thì chúng ta bắt đầu chia sẻ lại, à, cái quan điểm của mình, à, thêm một cái hướng khác, còn đừng lao vào để mà cãi cho bằng đúng. Và các bạn biết không, tôi nói ngày hôm nay thôi, à, là bởi vì tôi hôm nay của 42 tuổi nó khác với cái tôi hồi 30 tuổi. Hồi 30 tuổi tôi cũng tranh cãi như chó với mèo vậy đó các bạn, tranh cho bằng được, à, tranh cho bằng hơn với lại đồng nghiệp của mình, những cái người mà mình không thích. À, khi mình đã không thích rồi, nghĩa là mày nói cái gì á, mà sai là xin lỗi nha, bắn mày ngay. À, nhưng mà cuối cùng á, ở cái tuổi 42, nhiều năm vừa rồi tôi mới nhận ra là đó là cái sự ngu ngốc. À, và cái sự ngu ngốc đó ước gì mình đừng có ngu ngốc như vậy. À, ước gì mình đừng có hành xử với một cái thằng dở hơi như vậy. À, nhưng mà mình không rút được, tôi không rút được những cái gì mình đã làm, tôi không rút được cái thời gian, cái chuyện đó đã xảy ra của quá khứ đúng không, thì có là hướng về tương lai thôi. Nếu bạn có một ý định nào đó muốn tranh cãi hơn thua với ai đó, xem thử mình được gì và mất gì. Ok, tạm biệt các bạn.